Hai, ngày hôm nay của bạn thế nào? Bận rộn, hối hả, nhộn nhịp với những bông chen. Và có khi... cuộc đời bỗng... xéo. Hey, buồn làm chi? Tích cực lên nào. Vì đời có xéo thì trái đất vẫn quay thôi. Tới sếp còn xây bạn mỗi ngày mà. Đôi khi ta bắt gặp những niềm vui bất ngờ. Cứ nắm lấy bạn nhé. Cũng có khi niềm vui tuy bé nhỏ nhưng bắt đầu từ tình thương và chân thành. Một ngày là thế, lúc nào cũng bận rộn với công việc và những lo toan ha. Rồi khi nào ta mới có thời gian cho bản thân? Dẫu có xéo thì đời vẫn còn nhiều bất ngờ hay ho mà phải không? Sự công nhận, tình yêu. Và cả cú nợ này nữa. Hãy cứ tích cực sống, gieo những điều lành cho lòng ngay thẳng. Để đời dẫu xéo, vẫn vui bạn nhé. Ben and Todd.